refresh Dạ. À, khá là như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình học của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ xem bài học về sức khỏe. Chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Что с вами? Đó. Tốt. Что с вами? Có nghĩa là anh chị bị làm sao? Chúng ta đi khám đấy và bác sĩ hay hỏi Что с вами? Đó. Rất nhiều bạn ở Nga hiện nay đấy, các bạn đôi khi có thể là bị ốm, phải đi khám và các bạn rất là ngại đi khám bởi vì sao là không biết nói thế nào. Đó. Thế ngày hôm nay chúng ta sẽ học là sẽ có hai động từ. Tức là thực chất nó là một động từ nhưng mà nó có hai nghĩa khác nhau. Hoặc là nói chính xác hơn là đó là hai động từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Tức là phát âm thì giống nhau nhưng mà cái nghĩa của nó khác nhau và cái cách sử dụng của nó khác nhau. Chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta mô tả là chúng ta bị đau ốm cái gì. Đó. Câu hỏi bác sĩ thường hỏi đó là Stos vami. Bạn bị làm sao? Hay là anh chị bị làm sao? Stos vami. Câu hỏi rất đơn giản đúng không nào? Đấy. Stos vami. Stos vami. Vậy vami nó là cái gì vậy? Vami nó là cái gì vậy? Đấy. Đó. Vami đó là đại từ ở cách năm. Chúng ta xem đại từ. Đại từ là gì? Đó là các đại từ gia. Chúng ta sẽ cho nó nét lên một chút nhé, rõ lên một chút. Ta vượt. Ta. Gia. Rồi là gì nào? Tươi, ổn, ăn ná, mươi, với và nhỉ. Đấy. Đó. Đây là các đại từ ở cách một. Các đại từ này cách một ở vột. Nhưng ta sẽ xem nó ở cách năm nó sẽ biến đổi như thế nào. Tạc. Up. Xin lỗi. Tạc vột. Đó. Khi sang cách năm thì nó sẽ có định dạng như sau. Ya sẽ thành mờ nổi. Mờ nổi. Mờ nổi. Đấy. Tươi sẽ thành ta bồi. Ta bồi. Ta bồi. Đấy. Ôn sẽ thành Tập im. bồi Đấy. Ôn thành im. Anna thành gì nào? im Yay đấy. anh Mươi nami với năm và mi và ani sẽ thành imi. Đó. im Imi đây. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy có ba cái đại từ ngồi thứ ba này này, đấy, ba đại từ ngồi thứ ba này. Đó. Tag word. Nó ở cái định dạng là khó nhớ đúng không? Đấy, đó. Thế còn các đại từ mờ nôi, tà bôi, nami, vami thì nó dễ đọc hơn bởi vì sao nó có hai âm tiết dễ đọc hơn. Đấy. Im, im. Ôn thành im. Ana thành ye và a nhi thành imi. Đấy. Imi cũng có hai âm tiết nhưng mà trông nó là lạ đúng không nào? Đấy. Đó cho nên nhiều khi các bạn nói nhưng mà không biết là đúng hay sai, sợ sai. Thế cho nên chúng ta phải nhớ lấy nó. Đấy. Ôn sang cách nam thành im. Ana thành ye và a nhi thành imi. Đấy. Đó. Đó. Thế cho nên là đây là các đại từ nhân xưng ở cách năm. Đại từ nhân xưng ở cách năm. Thì đây nó chính là cái câu hỏi Stos vami. Đây là cái câu vui của chúng ta đấy. Vui. Stos vami. Vui thành vami. Tức là anh bị làm sao? Ông bị làm sao? Anh chị bị làm sao? Stos vami. Thế và chúng ta sẽ trả lời. Я плохо себя чувствую. Blog Я плохо себя Себя чувствую. Yeah. Чувствую. Chút. Cái từ này hơi khó đọc một chút đấy. Чувствую. Đấy. Чувствую. Cái từ khó đọc cái chữ V này này. Đấy. Чувствую. Đấy. Thì các em có thể đọc bỏ qua cái chữ V này đi. Các em chỉ cần nói чувствую. Чувствую. Nói như thế người ta cũng sẽ hiểu được đấy. Чувствую. Я плохо себя чувствую. Чувствую. Đấy. Chút. Чувствую. Nói thử thế nào. Чувствую. Đấy. Đó. Mình sẽ phiên âm cái từ này cho bạn dễ đọc nhé. Sẽ phiên âm như sau. Tạc vụt. Chúng ta sẽ đọc là chu. Đấy. Chu. Đây phải TR đúng hơn bởi vì là nó là âm chập chập. Đấy. Чувств. Чувств. Vui.
đấy, chustvuyu, chustvuyu, đấy, chustvuyu, đấy, đó, себя, себя чувствую, я плохо себя чувствую, đấy, động từ чувствовать себя có nghĩa là cảm thấy trong người làm sao, cảm thấy trong người thế nào, đấy, chustvuyu, à, đây chúng ta đây bỏ cái dấu sắc thì dễ đọc, một tạc, chustvuyu, một tạc, đấy, à, đó. À, đây là động từ чувствовать, động từ чувствовать là động từ có nghĩa là tôi cảm thấy trong người làm sao. À, cách chia như sau. Đây là dạng động từ có đuôi ovat. Nên nhìn thấy động từ có đuôi ovat. Ovat. À, cho nên là khi chia ấy, à, khi chia thì người ta sẽ bỏ cả ovat đi. Bỏ cả o cả vat đấy. Đó, thế vào thêm u vào, sau đó người ta bắt đầu chia. Я чувствую. Я чувствую, да, ты чувствуешь. Чувствуешь. Он чувствует. Привет. Он чувствует. Мы чувствуем. Мы чувствуем. Да, вы чувствуете. Вы чувствуете. Они чувствуют. Они чувствуют. Они чувствуют, да? А, да. À, đó là động từ чувствовать. À, чувствовать thì à, nó phải đi theo cái đại từ себя này. Себя là cái gì vậy? Себя là một đại từ mà nó không có ở cách 1. Nó chỉ có từ cách 2 trở đi thôi. À đấy. Dạ. Nó chỉ có à, từ cách 2 trở đi cách 2, tức là một cái đại từ mà à, không bao giờ nó sử dụng ở cách 1 cả. Đấy. Đó. À thế như vậy ở đây nó là gì? Tức là nó luôn luôn nó làm bổ ngữ cho cái động từ. Đấy. Đó. Ví dụ như là à, cảm thấy trong người thế nào? À thì vậy thì CBN nó là mình, tiếng Việt mình gọi là gì là mình, cảm thấy trong mình không khỏe. Đấy, cảm thấy mình không khỏe. À đó, thế thì CBN nó là mình. Thế bây giờ nó nói bây giờ à, ví dụ một cái ví dụ rõ nhất mà để có thể hiểu cái từ CBN này là cái gì thì em sẽ dịch một cái câu như này. Tôi nhìn thấy mình trong gương. Đó, tôi nhìn thấy mình trong gương. Đó, thì tôi nhìn thấy mình trong gương sẽ nói như nào? Я, tôi nhìn thấy nè. À, nhìn thấy là gì? Я, à, chia như thế nào? Я, động từ видеть. Я вижу. Đấy. Я вижу. À, я вижу. Từ видишь, đúng không? Đấy. Dạ. Đó là động từ nhìn thấy. À, ở trong gương. Vâng. Зер. Зеркале. В зеркале. В зеркале. À, в зеркале có nghĩa là ở trong gương. Зеркало là cái gương, đấy. Так. Зеркало. À, đấy, в зеркале. À, я вижу, nhìn thấy ai? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy mình. Mình là gì? Mình ở đây là себя. Себя, thấy chưa này? Thế vậy thì себя này là gì vậy? Nó là mình, đúng không đấy? Đó, à, nói như thế này thì em hiểu rõ nhất thế nào gọi là себя đấy. Đó, là tôi nhìn thấy mình trong gương. Thế vậy thì à, cái себя này nó là cái bản thân mình đấy. À, đó, à, nó là khái niệm trừu tượng cho nên là khó hiểu. À, thế nhưng mà nếu mà dịch từ tiếng Việt sang thì em sẽ nhìn thấy cái câu đó là nó dễ hiểu như thế nào đấy. Tôi nhìn thấy mình trong gương, tức là mình nhìn thấy bản thân mình ở trong gương. À, thế vậy cái bản thân mình là cái gì? Nó là себя đấy. Себя. Trong tiếng Nga rồi себя. Я вижу себя в зеркале. À thế vậy thì à, mình nhìn thấy mình rồi thì mình cảm thấy mình được, đúng không? Cảm thấy mình là я чувствую себя. Чувствую себя. Tôi cảm thấy mình, đúng không nào? Đó. Thế bây giờ cảm thấy mình như nào? Cảm thấy mình khỏe hay là yếu? À đó. Я чувствую себя хорошо. Хорошо là khỏe, đúng không nào? Я чувствую себя хорошо. Tôi cảm thấy mình khỏe. Đấy. Я чувствую себя плохо. Tôi cảm thấy mình yếu. À tak, tôi cảm thấy mình yếu đấy. Я чувствую себя, à, я чувствую себя весело, tôi cảm thấy trong mình vui vẻ, trong người vui vẻ đấy. À весело. À я чувствую себя отлично. Отлично là tuyệt vời, đấy. Rất là tốt. Я чувствую себя прекрасно. Đấy. Có từ прекрасно, đấy, прекрасно. Прекрасно, đấy. À đó, cái từ này mình sẽ bỏ đi bởi cái từ này là à, cái từ này là nó kiểu như người ta hay nói ngoài chợ. Trong à. Cái từ này có tính trợ búa. Đấy. À, nhưng mà trên thực tế là gì? À, thực tế thì cái từ này là lại em lại nghe thấy rất nhiều.
À, để cái từ này các em nghe thấy rất nhiều. À, cái từ này người ta nói là Yeshu đấy. À, thực chất ra cái từ này nó không có gì tục đâu nhé. À, bởi vì sao nó cái từ nó cái từ là xuất phát từ cái từ khren. Khren nó là một cái loại rễ cây mà người ta hay thường dùng để làm gia vị, nó ăn nó cay cay. À, cái khren này là ví dụ như là chúng ta mua ở ngoài chợ về xong bắt đầu cho cái nạo lên, nạo cứ nạo nạo nhỏ nó ra đấy. Hay ví dụ chúng ta ăn thịt ăn thì chúng ta để lên trên một lớp mỏng mỏng ấy, thế và chúng ta có thể ăn mà nó tạo cái vị cay như là kiểu như mình như là ớt ấy, người ta ăn ớt ấy. Đấy. Nhưng mà cay lắm, cái này cay cực kỳ luôn, nó sộc vào mũi luôn đấy. Đấy. Đó. À thế như vậy người ta nói là gì? Khi ăn nổ và có nghĩa là cảm thấy trong người rất là tồi tệ đấy. Là khi người ta muốn nói là cái từ khi ăn nổ và có nghĩa là tuyệt là cực kỳ là tồi tệ. Em nhỉ? Đấy. Đó. Đó. Nhưng mà cái từ này khi mà nói ra ấy, thì nghe nó không được văn hóa lắm em nhỉ? Tức là gì? À, nghe nó hơi sỗ sàng. À, thế là gọi là văn hóa thì cũng không đúng. Bởi vì sao nó cũng chẳng có gì tục tĩu cả. Em nhỉ? Thế nhưng mà nó ở cái chỗ là gì? À, đối với những cái người mà người ta có học ấy, thì người ta không nói cái từ này. À, thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc ngoài chợ thì lại nghe thấy thường xuyên, hầu như ngày nào cũng nghe thấy nó. Đấy. Đó, bởi vì cái từ này là cái từ nó có tính bỗ bã, nó có tính tính gọi là bình dân em nhỉ. Đấy, đó thế. Thích nói thì nói, chả nói thì thôi. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình chẳng bao giờ mình nói cái từ này. Đấy. Đó. Dạ. Bởi vì sao có nhiều từ có thể thay thế cho nó, đúng là đấy. Ốt tạp. À thế như vậy người ta nói là gì nào? Cảm thấy trong người thế nào? Ya chusu sibya khrasho. Đấy, em nói nào. Ya chusu sibya khrasho. Chút Khrasho. Đấy. Ya chusu sibya plokha. Sibya vui. plokha. Đó, nói thế là tốt đấy. À bây giờ người ta có từ nào? Viesela. Viesela, viesela có nghĩa là vui vẻ, viesela, đấy, viesela. Atlichna. Atlichna. Lý chứ là Atlichna có nghĩa là tuyệt vời, đấy, rất tốt, mọi việc rất là tốt đấy. Đó. à. Prekrasna. Prekrasna. Bởi Krasna, prekrasna là rất là tuyệt vời đấy. À cái từ này nó đọc là khrenova. Đấy, khrenova. Đó. Thậm chí là mình cũng còn không không muốn dạy các em nói nữa cơ. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là ở ngoài xã hội các em lại rất hay nghe thấy cái từ này. Đấy. Đó. À thế câu hỏi của chúng ta là gì nào? Các vị si bé chú tu vậy chị? Các vị si bé chú tu vậy chị? À bạn thấy trong người thế nào? Các vị si bé chú tu vậy chị? Các vị si bé chú tu vậy chị? Bạn thấy trong người ra sao? Đấy. À, đúng không? Choose. Các vị si bé choose to be chứ. À, thế trả lời sao nào? Ну, плохо. Хорошо. Плохо. Ну, так, отлично. Các vị si bé choose to be chứ. Отлично. Đấy. À, ví dụ bệnh nhân nằm chữa bệnh ở bệnh viện được một tuần rồi. Thì sáng nào bác sĩ cũng đến hỏi. Các vị si bé choose to be chứ. Các vị si bé choose to be chứ. À, nếu bệnh nhân khỏi bệnh rồi thì thấy thoải mái rồi, muốn về nhà rồi thì bảo Atlichna prekrasna. À, đấy, đó. Atlichna là prekrasna. À, có nghĩa là tôi khỏe hẳn rồi. Đấy, đó, vất vả. À, хорошо. À, thế bây giờ tiếp theo ông bác sĩ sẽ hỏi. Khi mà nghe thấy bệnh nhân bảo là Я чувствую себя плохо. Плохо, cảm thấy trong người rất tồi tệ. Đấy, đó. À, thế ông sẽ hỏi. Что у вас болит? Что у вас болит? Что у вас болит? À, tại sao lại uvas? Uvas là gì nào? Có nhớ uvas là gì không? Bạn À, anh bị làm sao? Đấy. À, thế anh bị đau cái gì? Cái gì đau? À, cái gì đau nào? À, đó. Đau cái gì? Bác sĩ ấy hỏi đấy. Đau cái gì? Đúng không nào? Đấy. Đau cái gì? Stovas balit. Có động từ mà có động từ balit đấy. À, thế cái uvas này là cái gì vậy? Nào. Có hiểu uvas là cái gì là không? Đó. của bạn. À đúng rồi đấy. À chúng ta hay dùng cái cấu trúc này. Đó là cấu trúc gì nào? Đó là cấu trúc U. À cấu trúc có giới từ U đúng không nào? Đấy. Cấu trúc có giới từ U và đi với các đại từ ở cách hai. À chúng ta nhìn thấy trong tiếng Nga là cái tiếng mà nó sử dụng cách. Cho nên là trong một câu bao giờ nó cũng có rất nhiều các cách khác nhau. Đấy. À, chúng ta phải nắm được vững cách thì chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của nó bởi vì mỗi một cách nó có ý nghĩa của nó đúng không nào? À người ta hay nói là gì nào? U mi nhà đúng chưa? Đấy. U chi bè đã u nhi vô đấy u nhi yếu đấy u nas đấy chứ u vas và u nhịch
À đó, đấy chứ là đấy. Thế vậy thì đối với các em khi mà nói đến cách nói đến cái hiện tượng cách gì là chúng ta phải nhớ được ngay và hiểu ngay nó là cái gì. Đấy. À đó, muốn như thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chịu khó học về cách đấy. Đó. Học ở đây là những cái hiện tượng về cách. Đây là cách 2 này. Tại sao gọi là cách 2? Bởi vì nó là giới từ u của cách 2. Đấy. Đó, thế này, một tạc vật đấy. U mi nhau chi bé u vas u nas u nhì vô u nhì vô u nhì đó, chúng ta đọc vành vách như thế. Thế bây giờ nói cách 5 này, đấy đây là cách 5, cách 5 phải nói vành vách luôn. Mình nói ta bồi im gì nam mi va mi im mi đấy. À đó, à thế chúng ta hiểu ý nghĩa của từng cái hiện tượng ngữ pháp như thế thì chúng ta sẽ hiểu được câu nói rất tốt và chúng ta có thể nói rất chuẩn đấy. Đó, thế bây giờ nói sto u vas balit. Anh bị đau cái gì? Trên thực chất người Nga người ta nói cái hiện tượng ngôn ngữ nó rất chính xác đấy. À mình có nói là tôi bị đau bụng. Tôi bị đau bụng. À cái nói cái câu tôi bị đau bụng mà nếu mà cái người mà không biết cấu trúc câu dịch ra là rất là khó khó dịch đấy. Đó. Thế vậy thì người Nga người ta nói là gì? U mi nhá ba lít. À tôi bị đau đầu. Glava là đau đầu đấy. À glava. Glava. U mi nhá ba lít glava. Thế là lúc đó người ta nói là thực chất là tôi bị đau đầu thì người Nga người ta nói sẽ là gì? Ở tôi cái đầu nó đau. Em nhé. Đó, có đúng thế không? Ở tôi cái đầu nó đau, ở tôi cái bụng nó đau chứ không phải là tôi bị đau. À đó. À, cho nên cái cách người Nga nói người ta phải sử dụng cấu trúc u mi nhà u chi bè vân vân đấy. Thế còn đau cái gì thì lúc đó người ta sử dụng động từ ba lít đấy. Ba lít glava. Ba lít glava. À đúng nè, đấy. Thế bây giờ đau cái gì? À chúng ta xem đau cái gì nhé. Đau cái gì? Đã. À chúng ta sẽ sử dụng động từ gì đấy? Ba lít. Ba lít đấy. Ba lít. Thế ba lít là cái gì vậy? Đấy, ba lít đấy. Ba lít đấy. À động từ ba lít nó xuất phát từ động từ ba lít. Ba lít đấy. Ba lít. À và nó chỉ chia hai ngôi on và a nhỉ. À chia ngôi on khi nào? Chia ngôi on khi mà chia ngôi on khi mà đằng sau là một danh từ số ít. Ví dụ đau bụng thì bụng bụng có mấy cái bụng? Có một cái bụng thôi chứ. Đúng không? Người có mấy cái bụng? Có một cái bụng. Đau dạ dày, có mấy cái dạ dày? Có một cái dạ dày. Đúng không? À, thế có mấy cái lưng? Có một cái lưng thôi, mỗi người có một cái lưng thôi. À đúng không? Thế vậy thì khi nói cái lưng nó đau, cái dạ dày nó đau, cái bụng nó đau thì nó là số ít. Số ít thì chia theo ngôi ôn, ba lít. Ba lít. Đấy. Ba lít. Ba lít, thế nào? Đây, ba lít. Đó. À thế nhưng mà có ở trên người có những cái bộ phận nó có hai. Ví dụ như là răng này không phải là hai mà là nhiều răng luôn, đấy. Glaza thì có hai này. Nogi thì hai này. Koschi thì xương thì có rất là nhiều này, nogi là chân, glaza là mắt, đấy. Có hai cái mắt, đúng không? Đấy. À thì lúc đó người ta sẽ không thể nói 3 lít được bởi vì 3 lít nó là số ít. Lúc đó người ta phải nói số nhiều là ngôi a nhỉ. A nhỉ ba liạt, ba liạt. Ba liạt đấy. À thế nói bây giờ tôi bị đau răng. Nói thế nào? Nó em nói thử nào. Tôi bị đau răng. Răng là du bử. Yapaliat Đấy lại ya Jubu rồi. À, không được nói ya mà nói umi nhỉ. Umiya À, hiểu chưa nào? Đấy. A Đó, đúng chưa? ờ À, đúng chưa? Nói là umi Nhạc nhỉ. À, ở tôi. Ở tôi cái răng nó đau chứ không phải là tôi đau được đâu. Đấy. Đúng nào? Đấy. Umi nhỉ. Bà lẹt. Umiya Bà lẹt. Bat Giúp bởi. Bat Bà lẹt. Jubu Giúp bởi. Đấy. Umi nhá ba lẹt giúp bởi. Đúng nè. Đấy. Đó. À thế bây giờ. À chúng ta có từ. Glaza. Glaza là một đôi mắt. Đấy. Glaza. Glaza. À thế bây giờ nói tôi bị đau mắt. Umi nhà Palias Bà là lẹt. Laza Glaza. Đấy. Umi nhá ba lẹt Glaza. À thế tiếp theo nào. Tôi bị đau chân. À, chân là Umi nhà naga, naga, naga sang số nhiều là nogi. Naga, Lô nogi. Đấy. Nogi là cả hai cái chân. Thế mà nói tôi bị đau chân à? Nó. Umi nhà Balayat, Palias balayat, nogi. Đấy. À, koschi, koschi là gì? Koschi là xương. Đấy, xương, koschi. Koschi là xương. À thế mà tôi bị đau xương. Umi nhá. Umi Balayat, Palias koschi. Thì Kosti đấy đó. Thế mình nói tôi bị đau bụng nào, đau bụng là ruột, ruột là bụng. Jivot Umi nhá ba lít Nhà Palis Jivot ruột, Umi nhá ba lít ruột đấy.
À, bây giờ nói tôi bị đau dạ dày. Želudok là dạ dày. U mi nhá ba lít. Lút. Umiya ba lý sẽ lú được. À, thế như vậy bây giờ em đã biết là khi nào thì dùng ba lít, khi nào dùng ba lẹt. Đấy, dùng ba lẹt khi mà nó có danh từ số nhiều. À, đó là những cái răng đau, hai con mắt đau, hai cái chân nó đau, hoặc là xương nó đau, thì xương nó nhiều xương chẳng biết là cái xương nào nó đau, cứ nói là Koshi là toàn bộ những cái xương nó đau đấy. Thế còn khi dùng số ít, khi mà muốn nói cái gì nào là danh từ số ít, ví dụ cái bụng nó đau, à rồi là gì, Želudok là cái dạ dày nó đau đấy, Spina là cái lưng nó đau, Ruka là một cái tay nó đau đấy. À, một cái tay thôi. Ruka nhiều cái tay là gì? Ruka là số ít, số nhiều là gì? A thành gì? Rookie. A thành Y, đúng rồi, ru kỳ, lúc đó thành ru kỳ đấy, ru ca ru kỳ, chứ cái điều là khi sang số nhiều trọng âm nó nhảy lên trên này đấy, đọc là ru kỳ, ru ca ru kỳ. À, đấy chưa đấy. À, thế bây giờ muốn Vâng. muốn nói thêm cái gì nó đau mà chúng ta, đây là từ chúng ta không biết, tra từ điển xem nó là cái gì đấy. Ví dụ như là tra từ điển xem là, ví dụ như là cái đầu nó là cái gì đấy. À, cái đầu nó là glava. Thế vậy thì chúng ta biết glava là số ít, thì chúng ta sẽ nói là u mi nhá balit glava, tôi bị đau đầu đấy. Đấy, à đó. Palit Đấy đấy đấy, đấy balit glava đúng không? Đấy, đó. À, thế như vậy bác sĩ có thể hỏi là gì nào? U vas ничего не болит? U vas ничего не болит? U vas và ничего đi не chưa болит? U lý vas ничего не болит? Có nghĩa là anh có bị đau cái gì không? U vas ничего не болит? À, tức là gì? À, ý của ông ta hỏi là gì, anh là không bị đau cái gì chứ, anh là không bị đau cái gì chứ, à chứ là trong người cảm thấy không có cái gì nó đau chứ, à không có cái gì nó quấy dày kiểu thế đấy. Нет, спасибо, ничего не болит đấy. Нет, ничего, спасибо, không, cảm ơn, ничего не болит, không có cái gì đau cả, ничего не болит đấy, ничего не болит. Dạ. À, đấy như nào đấy, đó cái cách người ta nói như vậy. Thì đây là động từ, đó là động từ ba liệt, ba liệt đấy. À, thế còn động từ đó, động từ thứ hai nữa, à cũng y như vậy, nhưng mà nó là có nghĩa là ốm, ốm. Ốm. À đấy, à cái nếu ốm là gì, mình đã gọi là ốm là gì nào, à là người khặt khừ đấy, mình gọi là người khặt khừ. À, người nó bần thần, rồi người nó cảm thấy nó không, nó gì, cảm thấy nó không phấn khởi trong người, nó khó chịu đúng không nào đấy, mà nó chả thấy đau cái gì cả đấy, chả thấy đau cái gì cả, mà là gì, mà lại thì thấy là làm sao, là thấy không bình thường, không khỏe đấy. À, nó chút xíu xì bếp lột đấy. À, tạc, à, không đau nhưng mà lại cảm thấy trong người không khỏe. Thế vậy thì cái đó người ta gọi là ốm đấy. À, chúng ta muốn Ốm. ốm thì chúng ta sẽ, cái động từ này thì có thể nói chia được rồi. Bởi vì sao, nếu nói ốm thì tôi ốm, cậu ốm, anh ấy ốm đấy, à, chúng tôi ốm, à vân vân đấy, nên chia nè. À, động từ ba liệt, ya ba leyu, ya ba Yes, leyu, đà từ ba leyes, yes. on ba leyet, On ballet, ba leyet, leyet, on ba leyet, em nói on ba leyet, On ballet, đà mười ba leyem, mười ballet, vui ba lê che, vui ba Anh lê che, đã anh y ba lê ballet, đã. À, đấy, à thế cái này là cái động từ này có nghĩa là ốm. Thế là nói tôi bị ốm, tôi bị ốm nói thế nào, Dạ bà ya ba Lê lê đấy, ya ba lê đấy. À, người ta hỏi что с вами, что с тобой, что с вами, Yu. ya ba lê, tôi bị ốm đấy. Dạ. Đấy, ya ba liu, à đó, à cậu bị ốm, à, ốm cái gì, ốm cái gì đấy. À, như sto s vami, ya sto s vami, ya ba liu, à chem ba lish, người ta hỏi chem 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 ba lish, cậu bị ốm cái gì vậy. À, người ta sẽ hỏi bằng cái câu là chem tới ba lish, chem chem tới ba lish, chem tới ba lish, cậu bị ốm cái gì vậy đấy, chem tới ba lish. À, cậu bị ốm cái gì thì người ta, câu hỏi chem, chem là cái gì, chem nó là sto nhưng mà nó là cánh năm, anh chị đấy, chem chem thì À. ba liệt. À, đấy chưa này, đó là cánh năm tạc vột đó. À, chúng ta cứ nhớ lấy câu hỏi như vậy, chưa cần biết nó là cái gì, chỉ cần nhớ như vậy, người ta hỏi như vậy chúng ta sẽ biết, sẽ nói như vậy, chem thì ba liệt đấy. À đó, à у меня голова болит đấy, у меня живот болит đấy, у меня спина болит, à vân vân đấy đó.
À thế như vậy là gì? Chúng ta ở đây chúng ta đã biết là đó là cái cách nói ốm như thế nào. Có động từ balyết, nếu chia ra thì nó là ốm. Thế còn nếu đau cái gì thì nó chia ở ngôi ôn a nhì thôi. Đấy. Đó thấy chưa? Đấy. Ta vượt. À thế bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ này. Xem ví dụ ở đây. Tak. Почему ты не был на занятиях? Почему ты не был на занятиях? Tại sao cậu không đi học? Не был. Đấy. Не был tức là gì? Không có mặt ở trong giờ học. À, không đi học có nghĩa là không có mặt trong giờ học. Có đúng không nào? Đấy. Почему ты не был? Hay là не была. Не был hoặc là nếu con gái не была. Не был. Hoặc là не была. На занятиях. À, trả lời tớ bị ốm. Đấй. Я болею. Tớ bị ốm. А что болит? À, я болею. А что болит? Có bị đau cái gì vậy? А что болит? Đấy. У меня желудок болит. У меня желудок болит. Đấy. À, tớ bị đau bụng. Болит. У меня болит желудок. À, đau dạ dày. Tớ bị đau dạ dày. Đấy. À, голова болит. À, голова болит. Thế đầu có đau không? Голова болит. Đấy. Нет, не болит. Không, không đau. Đầu không đau. Đấy. Đó, thấy chưa? Đấy. Tắc vụt. À, thì đến đây chúng ta thấy là gì nào? Cái cách mà chúng ta sử dụng với động từ ba liệt và ba liệt là đau và ba liệt là ốm đấy đó tác vụt хорошо. Thế đến đây thì chúng ta sẽ sang tiếp phần 2. Phần 2 của chúng ta phần 1 là chúng ta nói về sức khỏe đấy đó tí nữa chúng ta sẽ quay lại vấn đề sức khỏe. Bây giờ chúng ta xem một hiện tượng ngữ pháp mới ở trong tiếng Nga đó là cái cách nói ở thì tương lai. Chúng ta đã biết cách nói ở thì hiện tại rồi. Động từ cái chia ra thì hiện tại đấy. À động từ thì hiện tại là gì nào? Ví dụ là động từ chita, yes chita you, từ chita yes đấy, on chita yes, mười chita yem, đấy, với chita yes, anh chita you. À thì đây là thì hiện tại đấy. À thì quá khứ nào? On chita, anh chita là, đấy. Anachita là Anichitali đấy thì là thì quá khứ đúng không nào đấy hiện tại này quá khứ này đấy đó thế bây giờ nói ví dụ nào từ chi tao ni draman cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết này chưa từ chi tao ni draman đấy đã ya chi tao ni vô có tớ đang đọc đấy tớ tớ đã đọc nó rồi đấy tác nếu mà bây giờ bảo nói tớ chưa đọc tớ tớ đang đọc đây thì nói thế nào tớ đang đọc đây yachitayu yachitayu yêu bộ đấy người ta sẽ nói Tại yachitayu là tớ đang đọc nó đây đấy tạc ya Dạ chitayu đấy yachitayu yêu bộ tớ đang đọc nó đây đúng nào đấy đó tạc tớ chỉ tao lên tớ drama yachitayu yêu bộ yachitayu yêu bộ đấy thế nếu mà nói ngày mai tớ sẽ đọc ngày mai tớ sẽ đọc thì vậy thì cái đó là hành động đó sẽ xảy ra sau lời nói đúng không nào ngày mai tớ mới đọc cơ ya budu chitai ya vo zatra đấy đây là gì nào có budu chitai đấy thì vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là nếu mà thì quá khứ thì đây là gì chitao đấy nếu mà thì hiện tại là chitayu là đang đọc đấy thế nhưng mà nếu nói budu chitai có nghĩa là sẽ đọc budu chitai sẽ đọc Yabudu chitai. Tức là cái việc này nó xảy ra vào ngày mai. Yabuzatra. Zatra là ngày mai. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây người ta cấu tạo cái định dạng này như thế nào? Đó là sử dụng động từ nguyên thể này chita. Đấy. Cộng với một cái trợ động từ budu. Đấy chưa nào? Đấy. Vậy budu nó là cái gì? Budu nó là động từ but. Động từ but. Đấy. Động từ but nó chia như thế nào? Yabudu từ budesh. Mười bốn tiết on budget mười bốn mười bốn đêm mười bốn mười đêm bốn tiết anh ấy bù đụt anh ấy bù đụt đấy đó thế vậy đây là động từ bứt thì nó khi người ta cấu tạo thì tương lai thì nó sử dụng động từ bứt này cộng với một cái động từ nguyên thể nào đó đấy và phải nhớ rằng động từ nguyên thể đó là phải là động từ thể chưa hoàn thành. Chúng ta đã học động từ thể hoàn thành và động từ thể chưa hoàn thành rồi. Trong tiếng Nga động từ bao giờ cũng đi theo cặp. Nó sẽ có động từ thể hoàn thành và động từ thể chưa hoàn thành, đúng không nào? Đấy. Đó. Thế như vậy ở đây khi muốn cấu tạo thì tương lai để chỉ cái hành động đó sẽ xảy ra trong tương lai thì người ta có thể sử dụng
động từ thể chưa hoàn thành cộng với một cái trợ động từ dạng chia đấy. Đó. Yabuduchita tớ sẽ đọc. Tibudeshita cậu sẽ đọc. Onana budeshita cô ấy anh ấy sẽ đọc đấy. Mibudeshita chúng tôi sẽ đọc. Vibudeshita là các anh các bạn sẽ đọc. Anibuduchita đúng chưa? Đấy. À thế như vậy là chúng ta khi mà các bạn đang học các bạn sẽ có một cái thói quen là chia, cứ thấy động từ là chia đấy. À đó là những bạn đã bắt đầu học thì là các bạn sẽ chia. Thế còn ngược lại là các bạn không được học tiếng Nga, các bạn không học tiếng Nga thì các bạn có thói quen là không bao giờ chia động từ cả. Cứ thấy động từ ghép vào là nói thôi đấy. Đó. Thế vậy thì trong những trường hợp như thế này chúng ta sẽ phải làm thế nào? Trong trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng động từ bứt ở dạng chia. Thế còn nhớ cái động từ thứ hai đừng có chia nó đấy. Em nhé. Đừng có chia nó. À thế chưa nào? Tôi sẽ làm gì thì cứ để cái động từ nó nguyên thể thôi đấy. Đó. Thế vậy thì có thể sẽ làm gì nào? Tôi sẽ làm yabuduchitat. Tôi sẽ nói yabudugavarit. Đấy. À yabuduchitat đã tôi sẽ đọc. Yabuduchitat. Đã yabudupisat tôi sẽ gì đây? Sẽ viết đấy. À yabudurabotat tôi sẽ làm việc. Yabuduadukhat. Yabuduadukhat. À tôi sẽ nghỉ ngơi đấy, tôi sẽ nghỉ ngơi đúng không nào? Đấy. À đó. Tác vụt. À thì như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã học cái gì đây? Đây là công thức cấu tạo thì tương lai của động từ. Thế nhưng mà thì tương lai này là thì tương lai gì vậy? Đấy. Trong tiếng Nga nó có hai dạng thì tương lai. À dạng thì tương lai đơn và dạng thì tương lai phức tạp. Thế vậy thì chúng ta xem cái thì tương lai này. Nó gồm có hai thành phần ghép vào với nhau. Thành phần thứ nhất đó là trợ động từ bứt. Thành phần thứ hai đó là một động từ nguyên thể, thể chưa hoàn thành ở dạng không chia, dạng nguyên thể mà đấy. À thế vậy thì cái thì tương lai này người ta gọi là thì tương lai phức tạp. Bởi vì sao nó gồm có hai thành phần kết nối với nhau đấy. Đó. Em hiểu chưa nào? Đấy. Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta nói là gì nào? Ngày hôm nay chúng ta đã học định dạng thì tương lai của động từ thì tương lai phức tạp đấy. Thế thì tương lai đơn thì sao? À thì tương lai đơn chúng ta sẽ học sau. Chúng ta chỉ cần lưu ý như này. Đây là động từ thể chưa hoàn thành đấy. Thì nếu động từ thể chưa hoàn thành nó sẽ cấu tạo thành thì tương lai phức tạp bằng cách thêm trợ động từ. À thế hóa ra là gì? Còn lại động từ gì nữa? Động từ thể chưa thể động từ thể hoàn thành đấy. À nếu mà dùng động từ thể hoàn thành để cấu tạo thì tương lai thì nó sẽ là thì tương lai đơn. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Nói như thế nào thì chúng ta sẽ học sau. À thế như vậy đến đây chúng ta đã học xong cái công thức để tạo thành cái thì tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nào. Hussein, что ты будешь делать завтра? Да. Ngày mai cậu sẽ làm cái gì? Hussein, что ты будешь делать завтра? Ngày mai cậu sẽ làm cái gì? Trả lời. Завтра я буду работать в библиотеке. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở thư viện. Завтра я буду работать в библиотеке. À đúng chưa? Vâng, библиотеке. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở библиотеке, đấy, ở thư viện, tác vụ. А что будут делать Сирпа и Ирина? А что будут делать Сирпа и Ирина? Thế còn Сирпа và Ирина thì làm cái gì? Что будут делать Сирпа и Ирина? Thế đây là gì nào? Chúng ta nhìn thấy là gì nào? Сирпа và Ирина đó là mấy người? Hai người, đấy. Hai người thì nó thành cái ngôi gì? Ngôi anh nhì, phải không? Ngôi anh nhì thì nó chia thành sử dụng động từ gì? Будут. Đấy, dạng chia будут. Cho nên đây là gì? Что будут делать? Em thấy chưa? Đấy. Что будут делать Сирпа и Ирина? À, trả lời. Они будут. Что? Они будут отдыхать. Đấy. Они будут отдыхать. À, thế bây giờ thầy giáo hỏi em. Что ты сейчас делаешь? Что ты сейчас делаешь? Em bây giờ đang làm cái gì? Я сейчас но а nào mạnh dạn lên nào đấy em thừa sức để trả lời câu đấy rồi đấy. À câu hỏi gì nào? Что ты сейчас делаешь? À đúng không? Бây giờ em đang làm cái gì? À trả lời сейчас я учу đấy русский язык. À bây giờ em đang học tiếng Nga đúng không nào? À thế hỏi tiếp nào.
А что ты будешь делать завтра? À, thế ngày mai em sẽ làm cái gì? Mai em sẽ làm cái gì? Đấy. À, đó. Ngày mai em sẽ làm cái gì? Thì em làm cái gì ngày mai thì em phải nói là gì nào? À, em phải sử dụng đầu tiên trong câu trả lời là завтра. Завтра. Đấy. Và câu tiếp theo là gì nào? Я буду. Завтра. Я буду. Đấy. À, bởi vì nó là thì tương lai mà. Đấy. À, завтра. Я буду. Завтра. Я буду. Thế em định làm cái gì thì em sẽ để một cái động từ ở đằng sau. Đấy. À, ну что ты будешь делать завтра? Em thử trả lời nè. А что ты будешь делать завтра? Ngày mai em sẽ làm cái gì? Завтра я буду делать. Я буду что? Я буду делать читать. Я буду читать. Đấy. Я буду читать книги. Ngày mai em sẽ đọc sách. Đấy. Завтра я буду читать книги. Завтра я буду отдыхать. Ngày mai em sẽ nghỉ ngơi. Đấy. Завтра я буду гулять. Ngày mai em sẽ đi dạo chơi. Đúng không nào? Đấy. À, có phải không? Đấy. Đấy. À, đó. À, хорошо. À, thế như vậy đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái dạng động từ thì tương lai. Đấy. Dạng thì tương lai của động từ. Đấy. Хорошо, bằng qua cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng là cái cách sử dụng của nó không khó, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Quan trọng nhất chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Là chúng ta phải nhớ được cái dạng chia này. Đấy. Я буду, ты будешь, он будет. Đấy. Sau đó đến là gì nào? Cộng với một cái động từ nào đó. Đấy. Хорошо. Đấy. Так, хорошо. À, tiếp theo nào. À, chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ ở đây nào. Đấy. Xem ví dụ này. Так. Да. Tôm. Будет. Что Том будет делать? Том будет... Танцевать. А, Том будет танцевать. Том đang mời cô Сирпа. А, đi nhảy. Đấy. Том будет танцевать. Đấy. А, так. Хусейн и Ирина, что они будут делать? Хусейн, что и Хусейн и Ирина будут делать? Они будут... Они... Пить кофе. Они будут, фейной. Они будут пить они кофе. Будут пить кофе. Они будут пить кофе. Đấy. Họ sẽ gì? Sẽ uống cà phê. Đấy. Tiếp theo nè. À. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Мы будем... Мы... Пить. Пить. Пить là cái gì? Пить. Пить là gì nè? Là hát. Đấy. Мы будем пить. Мы будем пить. Đấy. À đó. À, có biết... có nhớ cái chia của động từ пить không? Я... No. À, quên rồi. Đấy. Đó. Я пою. Ты поёшь. Он поёт. À, đó có nghĩa là gì nào? À, khi mà chúng ta có động từ chúng ta phải biết chia nó. Đấy. Nếu như chúng ta có động từ mà chúng ta không biết chia nó thì chỉ chả khác nào mà có tiền mà không biết tiêu. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì là gì nào? À, chúng ta phải biết chia động từ nhé. À, học động từ nào phải nhớ chắc cách chia của động từ đó. Đấy. À, thuộc như thuộc bảng cửu chương ấy, đấy. Đó. Nói là phải chia được ngay. Хорошо, đấy. Сирпа что будет делать? Что Сирпа будет делать? Что Сирпа будет делать? Она будет смотреть фотографии. Фотографии, đấy. Она будет смотреть фотографии. À, cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy sẽ xem ảnh, đấy. À, хорошо. Так. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Мы это Хусейн и Сирпа, да? Что мы будем делать? Мы будем обедать. Обедать. Обедать là gì? Ăn trưa, да? Обедать là ăn trưa. Обед. Обед là bữa ăn trưa. Мы будем обедать, да? Ирина будет писать письмо. А что Ирина будет делать? Что она будет делать? Ну. Она будет писать письмо. Она будет делать писать письмо. Она будет писать письмо. Да? Họ sẽ gì nào? Họ sẽ писать письмо. À, họ sẽ viết thư. À, cô ấy sẽ viết thư. Да? À, cô ấy sẽ viết thư. Ирина будет писать письмо. Так вот. À, хорошо. Vừa rồi chúng ta xem một vài ví dụ. Да? À, đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ
Xem cấu trúc, cấu trúc mới của chúng ta. Cấu trúc câu mới của chúng ta ở đây, chúng ta còn 10 phút để học cái này đấy. Đó, chúng ta thường nói là tôi có cái gì, tôi có cái gì, tôi có một cái vé. У меня есть билет. Tôi có quyển từ điển. У меня есть словарь. Đấy. Словарь. Tôi có một tờ báo. У меня есть газета. Tôi có một bài giảng. У меня есть лекция. Лекция. Tôi có bia. У меня есть пиво. Đấy. Tôi có một cái áo dài. У меня есть платье. Платье. У меня есть платье. Tôi có tiền. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Đấy. Tôi có tiền, đúng không nào? Đấy. Đó. Thì đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? Đến đây chúng ta thấy đó là cái cấu trúc câu tôi có cái gì. Sử dụng động từ có yes và sau động từ có này thì chúng ta nhìn thấy đó là gì nào? Toàn là các danh từ ở cách 1 đấy. Đúng không? Cách 1 tức là gì? Cứ nhặt này trong từ điển để vào thôi là xong. Tra trong từ điển xem nó có cái từ gì đó, ví dụ như là mình cần tôi có cái ví. Cái ví đấy. Để luôn vào đây, tra cái ví là gì? Casillot. Để vào đây, đấy, thế là xong, đấy. Đó, tôi có cái túi. У меня есть сумка. Thế để vào đây сумка là xong, đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta học về cấu trúc này học rồi, đấy, học rồi. Chúng ta đã biết cấu trúc U là giấy từ. Đấy. Cộng với một cái đại từ ở cách 2. Cho nên là chúng ta nhìn đã biết sử dụng nó rồi. Thế nhưng mà khi mà học cấu trúc này thì mình đã nói là gì nào? Chúng ta chỉ mới nói là có được thôi, chúng ta chưa nói không được. Nếu nói tôi không có. Tôi nói có thì nó là ở cách 1. Nhưng mà nếu nói không có thì lúc đó lại ở cách 2. Cách 2 hôm nay chúng mày xem đấy. Chúng ta mới xem cách 2 đó là gì nào. У меня нет. Tôi không có cái gì đó thì cái đó nó phải cách 2. Thế vậy thì nếu như cái đó là danh từ giống đực thì nó thêm a đằng sau. Đấy, hoặc là ia đằng sau. Em thấy chưa nào? Нếu nói tôi có cái vé у меня есть билет. Thế nhưng mà nếu nói tôi không có cái vé thì nó phải у меня нет. 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 Билета. Đúng vậy. У меня нет билета. Đấy. У меня нет билета. Да. У меня нет билета. Đó. Thế bây giờ nói tôi không có quyển từ điển. У меня нет словаря. Словаря. Thế vậy thì danh từ giống được có đuôi a và ia. Đấy. Yeah. Bây giờ danh từ giống cái nào. Tôi không có tờ báo. У меня нет газеты. У меня нет газеты. Đấy. Газета, газеты, đấy. Tôi không có một bài giảng. У меня нет лекции. Đuôi и thành đuôi и. Đấy nhé. Danh từ giống cái là có hai dạng đuôi. Ư và y. Đấy. Bây giờ danh từ giống chung nào. Пиво. Пиво, danh từ giống chung. Пиво. Tôi có bia. У меня есть пиво. Tôi không có bia. У меня нет пива. Ô thành A. Đấy. Có đuôi A này. Đấy. Платье, платье là một cái áo dài. Đấy. Платье, платье, đúng không nào? Платье. Đó. Thế và đến đây chúng ta thấy là gì nào? У меня нет, nếu không có cái áo dài. У меня нет платья. У меня нет платья. Đấy, tôi không có cái áo dài. У меня нет платья. Так. Đây là gì? Платья. Đấy. Đó. Thế và tôi có tiền. У меня есть деньги. Tôi không có tiền. Tôi không có tiền. У меня нет денег. Денег. У меня нет денег. Thấy chưa nào? Đấy. Tôi không có tiền. У меня нет денег. Đấy. Đó. Như vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì? Đó là cái danh từ ở cách 2. Đúng không? Cái danh từ cách 2. Chúng ta tổng hợp lại nào. Danh từ cách 2. Danh từ giống đực có dạng đuôi a ia. Ia, ia. Đúng không? Tôi không có bạn, rồi. Tôi không có người bạn trai. Tôi không có người bạn trai. У меня нет. Друг thành gì? Друга. Đúng rồi, đấy. Tôi không có thầy giáo. Thầy giáo, thầy giáo là учитель. Sang cái hai là gì? У меня нет. Учитель. Учитель là, đúng không? Đấy, đó. Thế bây giờ nói là tôi không có em gái. Сестра. У меня нет. Сестры, đấy. Đó. Чу на кути чуа чья, чуа чья ла ба ко. Тој хонго ба ко. У меня нет чуа. У меня нет чуа чи. Чуа чи, đấy chứ nào. Я thành y, đấy. Đó. Yeah. Đấy. Nhà tôi nó không có cửa sổ. Окно. Окно.
nhét Akana Akna Akna đấy à đó à. Thế bây giờ à, cái nước Lào nó không có biển đấy, chúng ta sẽ nói là gì? nhét. Nhét Moria là biển, Moria à, nhét Moria, nhét Moria đấy, ông nhá nhét à, à Vlaose, Vlaose nhét Moria đấy à, ở nước Lào nó không có biển, nhét Moria đúng không? À thế khó nhất đối với em đó là cái việc ghi nhớ à, cái bốn cái dạng đuôi của danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều cách 2 rất giống danh từ số nhiều ở cách 4, giống à, chỉ động vật. Chúng ta đã học danh từ số nhiều cách 4 rồi. Đó là con đuôi ốp, yếp, yê và đuôi số 0 đấy. Đúng không? Thế vậy thì danh từ số nhiều cách 2 nó chính là cái đuôi của danh từ số nhiều ở cách 4. À nhờ cách đó chúng ta nhớ, nhờ cái mối liên hệ đó mà chúng ta nhớ được ngay đấy. Đó. À vậy danh từ à, số nhiều cách 2 có bốn dạng đuôi ốp. U mi nhét u che nhi cộp. Tôi không có học sinh. U mi nhét u che nhi cộp đấy. Tôi không có bạn bè. U mi nhét druzhei. Druzhei. Đã, u mi nhét druzhei, tôi không có bạn bè đấy. À tôi không có anh em trai. U mi nhét brat chép. Brat chép. Brat chép đã. Tiếp theo nè, tôi không có các bạn gái. U mi nhét padruk. À chúng ta thấy padruk đấy. À đây là gì? Padruga, đúng không? Padruga, padruga và khi sang cách hai số nhiều thì nó là đuôi số 0, tức là mất a đi. Thấy chưa? Đấy. U mi nhét padruk. Padruk đấy. U mi nhét padruk. À tác vụt đấy. À như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gì? À chúng ta sử dụng từ nhét ở thì hiện tại. Thì hiện tại nó là nhét. Em hiểu chưa? Thì hiện tại nó là nhét. Thế bây giờ thì quá khứ thì sao? Bây giờ nói à, bây giờ nói bảo tôi không có tiền. U mi nhét tiền nhạc, tức là bây giờ tôi đang không có tiền. Nhưng mà bây giờ tôi là người giàu có rồi, có nhiều tiền rồi, nhưng mà tôi nói trước đây tôi không có tiền. Thì nói thế nào? Không thể dùng nhét được. Em hiểu chưa? Mà phải dùng là gì? Nhe bừa. Ôi mình nhé bữa lơ dền nhạc. Ngày xưa tôi không có tiền đấy. À ôi mình nhé bữa lơ dền nhạc, ngày xưa tôi không có tiền. Bây giờ thì có tôi có tiền rồi đấy. À bây giờ tôi có tiền rồi. Say chas ôi mình nhé dền gì đấy. À rát sơ mình nhé bữa lơ. À ôi mình nhé bữa lơ dền nhạc. À đúng không? Thế muốn nói cái gì không có trong quá khứ thì chúng ta gọi là nhé bữa lơ. Thế vậy tương tự như vậy, nếu mà không có cái gì trong tương lai thì chúng ta sẽ nói nhé bù dệt. Nhé bù Nhép diệt bụt. đấy. Thế vậy thì hóa ra là gì nào? Cái từ nhét này nó cũng có thì của nó, thì hiện tại nói Vâng. nhét, thì quá khứ Nhép. nói nhé bư lơ đấy, Lư. và thì tương lai nói nhé bù diệt, đúng chưa? Nhép bụt. À đúng không, đúng không đấy. À thế bây giờ nói tôi sẽ không có bạn bè. Ôi mình nhá nhé bù diệt druzhei đấy. Mình À ăn đấy nhép bụt tết. druzhei Rút đấy. dễ. À bây giờ nói nôm na tôi là một thanh niên rất đẹp trai, đúng không? Tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng mà bây giờ mà tôi mà đi lấy vợ thì là tôi sẽ không còn bạn gái nữa đấy. Nói sao? U mi nha nhe bu diet padruk đấy. À đúng không? U mi nha nhe bu diet padruk đấy. Lấy vợ cái là các bạn gái chạy mất hút luôn đấy. Chẳng còn cô nào cả đấy. Bởi vì sao? Là các bạn gái còn phải đi tìm người khác chứ. Đó, cho nên là gì? Các bạn bỏ luôn đấy. Đó. À, lấy vợ rồi còn trông chờ gì vào nhi nữa, cho nên là gì? Nhe bu diet padruk, đúng không nào? Đấy. Thế vậy thì cái thì tương lai đó chúng ta sẽ dùng cái từ nhi bù diệt. Em hiểu chưa nào? Đấy. À thế vậy nhắc lại là gì? Nhắc lại là ngày hôm nay chúng ta học cái gì quan trọng nhất đối với em nào? Đó là chúng ta học cấu trúc à, cấu trúc gì? Thì tương lai của động từ, thì tương lai phức tạp đấy. À cấu trúc thứ hai đó là gì? À đó là cái thì của cái từ nhét này. Nhét là thì hiện tại, nhi bơ lơ thì quá khứ, và nhi bù diệt là thì tương lai đấy. Đó. À phần thứ ba cực kỳ quan trọng trong ngày nay đó là gì? Đuôi của danh từ ở cách 2. À đây chúng ta nhớ ngay đuôi danh từ cách 2 này. À aya. Em thấy giống cái gì? Giống cách 4 đấy. Giống Cách 4 cũng là aya. Đúng không nào? À đó. À thế nhưng mà đuôi của giống cái giống thì lại chung không giống cách 4. Đuôi giống cái thì nó lại riêng. Giống cái thì lại là phải đúng là cách 2 luôn, là đuôi ư y. Đấy chưa? Đấy. ui À ư y. Đó. Thế và đuôi của giống chung lại không aya, đuôi giống chung aya thì giống là giống đuôi giống đực này đấy. Đó, đúng không? Thế nhưng mà ở cách 4 thì giống chung nó không thay đổi,
đúng không? Nó không thể giống cách 4 được. À, nó chỉ giống cách 4 ở chỗ là đuôi giống đực này và đuôi số nhiều. Đấy. Đuôi số nhiều thì Dạ. giống giống cách 4, đúng như này. Đấy. Giống đực và số nhiều giống cách 4. Đó, thế vậy thì chúng ta phải nhớ ngay nhé. Đó là cách 2 của danh từ ngày hôm nay chúng ta học rồi đấy. Хорошо. Đó. À, thế như vậy, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong buổi học tới vào ngày hôm sau nhé. Хорошо. Đấy. À, chúng ta sẽ cố gắng học hết tuần này, đến khi nào mà em thấy bận quá muốn nghỉ Tết rồi thì báo thầy biết. Хорошо. Đấy nhé. À, thế không có thì đến cận Tết thì cũng chúng ta cũng sẽ nghỉ một vài ngày. Cảm ơn em và chúc em học tốt. Спасибо. До свидания nhé. Đợt gì До đây свидания nhé. nhé. Để... Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài để động viên tác giả của video. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.